Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đa. Thưa các bạn, ngày hôm nay thì Bybit Việt Nam có giới thiệu chúng ta một cái trò chơi ở Bybit Quest 3 tinh lũy Spyboy trong trung vũ trụ phi tập trung. Đây là trò chơi Telegram đầu tiên kết hợp tương tác mạng xã hội với phần thưởng Quest 3. Trò chơi được phát triển bởi chính Bybit Quest 3 luôn. Và cho đến nay thì Bybit đã có hai trò chơi, nhưng mà trò chơi này thì Bybit đã chia sẻ luôn, đó là trò chơi kết hợp với tương tác xã hội với phần thưởng Quest 3. Như vậy trò chơi này sẽ có phần thưởng Quest 3. Với trò chơi thì mình sẽ dẫn link cho anh em ta tham gia, và nếu như anh em chưa tài khoản Bybit thì mình cũng sẽ dẫn link cho anh em để ta đăng ký tài khoản Bybit luôn, và có thể tạo ví Bybit Quest 3. Chúng ta nút start, sau đó các bạn ấn vào Launch Upper để mở Mini Upper ra, và đây chính là Bybit Space. Ta nút Continue. Cái này thì các bạn sẽ ấn vào Launch to Farm. Không biết là có máy bay đi bay không nhỉ? Để chạy thì mình, mình vẫn hình dung ra một cái con game có thể chạy được nhưng mà không thấy gì, không có chạy game gì cả. Rồi đây thì các bạn có thể ấn vào phần sang phần test. Trong đây thì các bạn sẽ có các cái nhiệm vụ, và đây thì các bạn sẽ có nhiệm vụ trước tiên, đó là join vào kênh Bybit Quest 3. Chúng ta mà ấn vào nút join, chắc chắn đây sẽ là nhiệm vụ bắt buộc để anh em có thể nhận những phần thưởng đến từ Bybit. Ta nút follow kênh X của Bybit Quest 3. Rồi kế đó thì các bạn ạ, chúng ta ấn vào non. Trong đây thì sẽ có sáu cái con game gì đấy. Đây đúng rồi, cái này là cái mình đang mong chờ này. Không bấm đi bạn, đây là cái cục đá đúng không, chúng ta chỉ nhận hiệu quả thôi. Cái cục đá thì phải đăng ký ta chạm chết, không có bắn nhá. Mình tắt nhạc đi nhé, bởi vì là có thể là có chính sách liên quan đến nhạc, nếu mà để nhạc thì cũng không tốt. Đây. Mình đang là nhé né này, anh em thấy họ chạm vào đá phát là chết luôn. Đấy, nhận được 4 point rồi. À, giờ mình sẽ chơi lại nhé. Đây, tap to play screen. Chúng ta có 60 giây nhé. Hy vọng là mình sẽ lần này sẽ vượt qua được 60 giây này. Các bạn có thể giữ nguyên ngón tay trên màn hình để chúng ta di chuyển cho tiện nhé. Khi các bạn nhấc ngón tay ra khỏi màn hình thì nó sẽ có thao tác chạm nữa, nó sẽ rất là khó. Rồi đây mình sẽ tiếp tục chơi lại lần nữa. Đây, giữ nguyên ngón tay trên hình. Chúng ta có thể di chuyển sớm nhé. Cứ bình tĩnh rồi hãy di chuyển, các bạn di chuyển làm sao mà có lợi nhất. Đấy, các bạn có thể thấy là vào những cái vùng khó rất là khó để người ta có thể thoát được những cái vùng như vậy. Đây, mình chạy đi chuyển sớm đây. Như lần này nhé. Các bạn cứ xem là nó ra những cái vị trí nào chúng ta mới bắt đầu ta di chuyển. Có những vị trí thì các bạn không nhất thiết chúng ta phải di chuyển. Hai hộp quả này, cố gắng lấy cả hai hộp. Đây, có những hộp mà các bạn cũng không thể lấy được. Các bạn nếu mà tham thì có thể có nguy cơ nó sẽ trúng vào đá nhé. Ở giữa thì bao giờ cũng có lợi nhất, thì các bạn có nhiều các cái lựa chọn. Không di chuyển được rồi, đôi khi màn hình nó bị cứng ấy. Và bây giờ mình sẽ còn một lượt nữa, hai lượt nữa. Rồi các bạn thấy là chúng ta được point thông qua việc nhận hộp quà, chúng ta cũng được point thông qua việc là các bạn thời gian đếm ngược càng lâu thì các bạn càng nhận được nhiều point. Đấy, các bạn có thể thấy có những lúc các bạn nhìn thấy quà nhưng cũng không thể sang lấy quà được, bởi vì là có rất nhiều đá cản trở. Nếu các bạn sang thì các bạn sẽ chết. Và càng chơi lâu thì các bạn sẽ càng nhiều point đúng không ạ? Đấy. Chúng ta không quá ham đi nhặt quà nhé. Có thể các bạn không nhặt quà, nhưng mà các bạn không được phép chết trong cái thời gian đếm ngược chưa kết thúc nhé. Đấy, quà này khó này. Rồi, ok. Mình sẽ chuyển ra giữa. Đây rồi. Thời gian gần kết thúc rồi, chỉ còn 7 giây thôi. Hy vọng là lần này có thể vượt qua được cái lần này. Úi giời, chỉ còn 1 giây nữa thôi anh em ạ. 1 giây duy nhất nữa thôi. Tiếc quá. Đây, mình sẽ tiếp tục này. Lần này cố gắng tồn tại phút. Không được anh em, là nó ép sát vào đây thì không chạy sang được thì là chết thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại với homepage.
homepage thì nó dẫn trực tiếp đến sàn Bybit luôn, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ back back ra bên ngoài. Rồi mình sẽ mở lại nhé. Phí quá nhỉ. Tí nữa, hôm nay tí thì vượt qua 60 giây rồi. Ở đây thì có phần mời bạn bè nhé, sau đây có phần upcom. Sau này thì hình như là mở phần quà thông qua việc mời bạn bè. Cho phần test đây vẫn còn đây. Ờ, đây là cái phần fan chúng ta, hiện tại thì mình đã đạt được hơn 1.000 điểm rồi. Ok ok. Chắc chắn là sau này thì nó sẽ phát triển hơn cái con game này. Mình cũng thấy nó khá là được, nhưng mà cũng không đến mức cuốn quá, nhưng cũng được nha. Rồi vừa rồi thì mình đã cùng với anh em chúng ta tham gia vào chương trình Adobe với dự án Game Quest 3 Bybit Space Ads trên Terra Mini Apple. Một dự án mới được Bybit Web 3 phát triển. Hy vọng đây là một trong cái dự án mà chất lượng có thể đem đến cho anh em những cái trải nghiệm, rồi đem đến cho anh em những cơ hội nhận những phần thưởng hấp dẫn đến từ nền tảng Bybit Web 3. Bybit Web 3 khác nhau Bybit Sport khác anh em nhé. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào bạn video tiếp theo.